Chắc còn đang ngủ không nghe máy rồi. Alo, Phương hả? Đang ngủ hả em? Dạ. Anh tin nè em. Anh chưa gọi số rồi hả? Anh gọi số phụ, số chính của anh để đang sạc pin. Anh nói chuyện tí xíu được không vậy? Ừ, được. Bữa giờ tối qua coi đâu anh hả? Em. Phương, tại vì sắp tới em cũng biết là anh đang triển khai cái dự án phim bi cá điện ảnh của anh á, là vừa hết dịch cái là anh bắt máy liền mà ekip mọi thứ anh setup xong hết rồi, nhưng mà đang bị dịch thì bên nhà đầu tư của anh, nhà đầu tư 5% kia nó bị gãy, nó hỏng cái đó thì anh còn thiếu khoảng 500 triệu. Anh định hỏi ví dụ như bây giờ em phú bồ anh cái cho anh đọc vô 500 triệu đó anh bắt máy, rồi vừa bấm máy xong cả 2 tháng anh gửi lại em liền được không? Khi nào anh bấm? Thì anh cũng đang chờ tình hình dịch này, nếu mà dịch vừa qua hết tháng 7 thì tầm tới đầu tháng 8 hoặc giữa tháng 8 anh. Thì đầu tháng 8 là không kịp rồi. Em mới đầu tư cái G-Boy rồi, giờ đâu có còn dịch nữa. Đầu tư vô cái nhãn hàng G-Boy của em hả? Dạ. Yeah. Ok, rồi anh em. Anh tưởng được khỏe của bồ anh cái. Thôi thì để anh kiếm đường khác anh xoay. Vậy nha. Em thương. Trời, lại theo người âm điểm nữa. Trời, nãy giờ Tân Trề lợi thế quá ta. Số 4 của tôi đi nè. Gọi điện thoại dây tiền một người bạn trong showbiz làm phim Bảy Gà chuyện chưa dám kể. Trời. Trời. Không, bây giờ ép anh Đạt gọi Tiết Cương á. Không, bây giờ anh Đạt gọi Tiết Cương và gọi Trung Lùng, hoặc gọi cho Tô Hòa Thuận. Trung Lùng lại phản ứng rất mạnh về những cái thể loại phim này. Cực kỳ vui. Trung Lùng nha. Alo. Gì vậy Đạt? Dạ, anh đang làm gì anh? Họp online thôi chứ gì đâu. Ủa, đang họp online hả? Xong rồi. Mới họp xong hả? Mấy này khỏe không anh? Thì ở nhà thì khỏe thôi gì đó. Khỏe hả? Nhớ em không? Nhớ. Không thì giờ cũng nhớ anh quá rồi. Có vấn đề muốn nhờ anh chút xíu. Mượn tiền anh là được. Không bao giờ mượn tiền. Mượn tiền gì anh? Chỉ nhờ anh lần này là anh đứng ra biết sao không? Tại em sắp tới là làm cái series Bảy Gà chuyện chưa dám kể. Đó em tính nhờ anh là đạo diễn cái đó cho em. Ủa em thằng chân nghe cho anh ngưng lại chỗ này đó. Sao vụ gì? Có bị ngại không? Thằng ấy không? Cái này là cái này không phải với Bảy Gà chuyện chưa dám kể đâu, phải là kể về Bảy Gà ở đâu. Nhưng mà cái tên Bảy Gà em hiểu không? Cái tên là tên Bảy Gà chứ gì hết. Vậy anh muốn sửa là sửa cái tên gì để em theo anh luôn. Vậy lộn quá. Thì bây giờ. Vậy lộn quá. Cái quan trọng là mượn tiền. Rồi coi như là đổi tên khác luôn. Nhưng mà cái này nè là cái này là cái sản phẩm đầu tay của em á, nên em cũng một phần dạng như 50, rồi em cũng anh hợp tác em 50 được không, mà mình chia 5 năm. Mẹ mày hả? Mình thì em chịu 50, anh 50, rồi xong rồi lợi nhuận mình chia. Rồi nói tiếp. Ok không? Ok đúng không? Rồi. Ok. Anh Trung ok rồi đó. Anh Trung ok rồi nha. Đúng không anh? Anh nói lần nữa nè, em 50-50, cổ phần là chia 5 năm đúng không? Sao? Ok cái đầu mày. Ok đấy chưa? Rồi, vậy là anh không ok đúng không? Trời ơi, em rủ anh đầu tư chung nha mà anh không ok. Dạ đầu tư cái gì? Dạ đầu tư thì đó, cái series đó. Bây giờ mấy con ma đầu tư cho mấy cái vốn là con nội. Trời ơi, em chạy nhãn hàng cho anh. Rồi, ok. Ok đúng không? Rồi. Ok đúng không? Rồi. Ok. Rồi, anh Trung ok. Tại vì em cũng đang họp nhóm nè, anh có anh Mèo nè, Quách Ngọc Tiên với lại Tân Trề nữa đang họp để tìm ra một cái đạo diễn cho nào thích hợp nhất, thì tụi em thống nhất là mời anh. Tân Trề Hoàng đâu sao nó không bỏ vô mời lớp được. Thì đó, gộp đó đem rồi 50 đó. Đó mày lắm đó. Anh đạo diễn thì đó, bốn em là 50 còn anh là 50. Sao? Rồi ok rồi tiếp. Ok là tiếp đúng không? Ok là tiếp, là thật ra là đây là một cái thử thách của em để mà chinh phục anh đầu tư chung với em với sản phẩm. Và bây giờ nó ok là vì em đã chiến thắng. Cảm ơn anh Trung nhiều. Sao dịch uống cà phê?
và mình bàn nhiều dự án mới. Ok anh trai. Dạ dạ dạ. Dạ. Không ép được. Đầu tiên là làm đạo diễn rồi, đồng ý làm đạo diễn rồi nè. Ta nói chuyện rất đàng hoàng, nghiêm túc. Ta còn ngại ngùng nữa, ta còn ngại ngùng thở ảnh hưởng không. Nữa. Cái này phải biểu quyết, anh Đạt phải thua cái này, anh Đạt không thể thắng vòng này được. Không được, bây giờ đã có số điểm rồi, BTC đã ra số điểm. Chúng tôi không đồng ý. Mượn tiền chứ không phải kiểu người ta đã đồng tư. Đã có bản điểm, mọi người trật tự. Quách Ngọc Tiên, BTC đã đồng ý. Đáp án đó. Ủa trời ơi. Bởi vì câu trả lời là ok. Anh ép luôn ba cái chất luôn hả? Đâu, bây giờ ép gì đâu? Anh ép chung lục xong rồi anh ép luôn ba tổ chức luôn. Không ép gì hết. Chơi ép ba tổ chức luôn.